À, khi các bạn đến Phú Quốc á, thì có một cái món ăn mà nó từ lâu nó là trở thành một cái đặc sản đặc trưng của Phú Quốc luôn, đó là cái món bún quậy. Cho nên là nếu mà có cơ hội đến Phú Quốc thì món bún quậy là một cái món mà các bạn không nên bỏ qua nhé. Và hiện tại thì mình đang ở một cái quán bún quậy rất là nổi tiếng lâu đời ở Phú Quốc, đó là quán bún quậy Kiến Xay, cực kỳ nổi tiếng luôn. Quán này nằm ở trên đường Bạch Đằng nha các bạn, có bán bên trong này. Giờ này là sắp tới giờ ăn trưa rồi, bây giờ mình sẽ vào đây mình ăn trưa, và món mình ăn ngày hôm nay là món bún quậy nha các bạn. Mình vào nhé. Mình ăn đầy đủ, có tôm, cá, mực bò, 800 đồng một hộp. Cái này thì hải sản không, còn cái này thì hải sản nó bò nhưng không có chả cá. Tôm thì tôm trẻ là 40.000, tôm đầy đủ là 80.000, tôm truyền thống là 60.000. Cái này là chống ngừa người ta bưng ra bàn hay là mình... Dạ không, bên đây là mình tự phục vụ ăn nhé. Tự phục vụ ha? Dạ. Mình giữ cái thẻ này giúp em ạ. Khi nào thẻ luôn mình qua đây nhận bún. Cách chấm thì bây giờ anh chỉ qua phía sau em sẽ hướng dẫn cho mình pha nha. Qua ha, qua ha. Liên tục này. Wow, cái này mực là mực tươi luôn anh ạ. Ở đây thấy có mực này các bạn này, rồi thịt bò này. Cái tô này là gọi là tô gì đây anh? Cái tô này là đầy đủ anh. Tô đầy đủ. Khi nào mà chế nước vô là em sẽ bỏ bò thêm. Rồi. Đây là một quầy mà gọi là từ pha nước chấm nè các bạn. Cái này nước chấm mình từ pha hả chị? Dạ, từ pha. Đấy. Từ cắt tắt từ pha luôn. Tính là quán khôn chị ha, mình pha nước chấm mà ngon dở cho mình. Dạ. Đấy, trong kia là có một anh đang làm bún tươi trực tiếp các bạn kìa. Ở dưới mình thấy có một cái nồi nước sôi, sau đó là bún xuống. Đấy, đó là cái thao tác quẩy đầu tiên. Bố cứ lượng mà khách mua thôi. À, tức là khách mua mua bao nhiêu tô thì em làm bấy nhiêu tô thôi. Thì bún em tới đâu thì em làm tới đó. Vâng. Dạ. Đấy các bạn ơi, tức là không có làm trước, không có làm dư. Mấy cái món này mình ăn nhiều hành anh nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà biết ăn thì ăn nhiều hành nó sẽ ngon hơn. Vâng. Ồ, bò tái luôn à. Bỏ tái trực tiếp luôn. Nó sẽ chín, từ dần dần nó sẽ chín. Chín tái ha. Ok anh. Những cái gì nè. À, 이거는 이렇게 만들어 주시는구나. Cái này là mọi thứ là anh làm nó rồi chín tái lên. Chín đúng không anh? Dạ chín. Còn cái chả này em dùng là nó cho nó ngon hơn, nó giòn hơn, nó ngon hơn. Vâng. Tức là mọi thứ, mọi thứ đều là không có chín quá, chín vừa tới ha. Bài sầu bùi này. Cái nước này là cái nước này có gì đặc biệt không anh? Cái nước này này, cái nước quầy này này. Nước đó là em nấu từ gạo dẻo. Nước gạo đấy hả? Đi đâu ăn gì? Vâng. Hôm nay đi ăn bún quậy Phú Quốc. Vừa tức mình đi đâu ăn gì vậy? Dạ. Chị biết gì mở nhà mở xe biết không? Dạ vâng. Lên lại. Chị biết vừa tức này, chị biết gì về nhà chị mở xe. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ là cái xe này nó kêu này là đến giờ vô lấy đi đó. Tự vô phục vụ nha bạn. Kêu đó, nó kêu là vô giống một số quán cà phê Highland hay là một số quán cà phê ở trên Sài Gòn đó là tự phục vụ.
Dương kêu tự mua lấy. Cái này để đâu anh? Đây ha. Nếu cái này mà xin thêm bún là nhiêu tiền anh? Bún bên em là phi hết ạ. Phi hả? Xin thêm á, xin thêm sao? Vậy anh cho em thêm một phần nhỏ bún nữa được không? Dạ được, cái phần đó em đem ra cho mình. Dạ. Đây là có bò nha anh. Có bò ha. Dạ. Chút nữa anh ra bàn, anh quậy cái chén nước chấm anh lần cuối xong anh cho vào một ít nha. Ít nhất là nửa thìa cho vào tô. Nửa thìa vào tô này ha. Dạ đúng rồi. Có phần còn lại anh dùng để chấm. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Cái này là từ bưng về từ phục vụ các bạn ạ. Nói chung là đây là hai tô các bạn ơi. Bây giờ mình cũng biết là tô đặc biệt là tô nào và tô bình thường là tô nào thôi. Mình hình như ở đây mình thấy hai cái tô nó cũng giống nhau các bạn ạ. Đấy. Ở đây thì nay có một cái điểm mới nè các bạn này. Ngày xưa là bún thêm là tính tiền, bây giờ bún thêm không có tính tiền nha. Các bạn ăn nhiều có thể gọi nhiều nha. Đây là tô này thì có giá là 80 ngàn. 85 ngàn, tô này có giá là 85 ngàn nha các bạn. Đấy, thì nó sẽ gồm một cái miếng cái này là chả cá này. Cái này là chả tôm này, hai loại chả nha. Rồi là có thịt bò này, có mực này. Đấy, wow, toàn đồ tươi ngon hết các bạn ơi. Đồ rất là tươi. Tô này 80 ngàn nha. Ăn với nó thì đặc biệt là có cái phần nước chấm này này. Nói cho mình nhìn về cái phần cảm quan ban đầu là mình thấy nó cực kỳ đầy đủ luôn các bạn ạ. Rất là đủ đầy luôn. Theo cái gọi là cái hướng dẫn lúc đầu của anh là mình nên cho cái chén này các bạn này, nên cho vào đây khoảng một muỗng. Đây là nước sốt tự pha của quán nha. Như giống như mua gọi là muối ớt đỏ các bạn. Cho vô. Đấy. Chấm bắt đầu quậy lên. Hấp dẫn chưa? Mời cả nhà. Cái nước nó ngọt ngọt. Cái nước nó ngọt ngọt thanh thanh và nó có thêm cái vị mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Nói chung là cái điểm cộng đầu tiên là ở đây mình thích, ở đây là đồ nó tươi. Đồ phải nói thực gì hải sản là cực kỳ tươi nha các bạn. Này. Mình có mực này. Tươi chưa? Chú chả chấm một cái là nguyên con mực luôn các bạn ạ. Thấy nước chấm của bạn ạ, chắc mình phải mua xin thêm nước chấm này. Mời cả nhà. Wow. Mình ăn mình cần phải đổ tươi con mực luôn các bạn ạ. Cái món bún quẩy á là nó trở thành một cái món mà gọi là đặc trưng đặc sản ở Phú Quốc, nó nổi tiếng tới mức mà nó trở thành một cái món đặc trưng ở Phú Quốc luôn. Cái này là chở bún tươi nha. Như các bạn thấy này, bún tươi nha, bún tươi thì nó không có trắng tinh giống như bún mình vẫn mua ngoài chợ nhé bạn. Nó vừa mềm vừa có độ dai nhẹ. Ăn cái bún này các bạn có thể cho cái nước này lên này. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cái nước chấm này ngon, có hơi ít các bạn, cho mình phải vô lấy thêm. Mỗi một thìa như vậy nè. Một thìa ha. Đúng rồi ạ. Một thìa nó chấm. Xong bắt đầu đó mình cho tắc vào. Cho tắc vào ngập cái muối mình đã múc đó nè. Rồi ngon ha. Xong đây. Mình quậy cho nó tan ra, phải quậy trong khoảng tầm 2 phút anh. Là cái nước chấm cái chén mình nó đổi màu đi á. Nó đổi thật đó. Ok. Mình dục cái này vô đấy ha. Dạ đúng rồi. À các bạn này. Cứ múc cái này cho nước tắc vào và nó thành thôi. Chứng tỏ là món này có vẻ cũng hơi nghĩa là vừa đó, là nếu nhiều quá nó chua. Nhiều quá nó chua ha. Dạ đúng rồi, nghĩa là vừa nó vừa ngập cái muối thôi nè. Vâng, rồi cho ớt này vào là xong ha. Đây
đây. Vớt hộp ra cho dễ. Vớt hộp ra cho dễ ớt vô cho dễ nè. Đấy. Quán này là cái độc đáo, là cái chủ cái nước chấm này là một thêm một cái phần độc đáo nha các bạn. Đầu tiên là bún quậy, bún tươi, thứ hai là đồ ăn tươi và thứ ba là cái nước chấm này nè. Dạ. Nếu dùng thêm mớ bún nữa. Rồi miếng ớt là xong ha. Dạ. Không, anh quậy cho nó tan ra. Xong anh có thể thử lại theo cái vị của mình á. Dạ. Khi nào nước chấm anh ok rồi á, anh cho vào cái bún của mình ít nhất nửa thìa. Vâng. Cái phần còn lại mình dùng để chấm, như vậy sẽ ngon hơn nha anh. Vâng, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chấm dành cho các bạn. Những cái nước chấm là thấy ngon rồi ha. Ngày chấm hải sản thì đúng là tuyệt vời. Rồi các bạn ơi, này bây giờ cái chén nước chấm của mình nó trở lên đặc sắc hơn. Thì những cái này mình cho hơi nhiều ớt nữa các bạn ạ. Ngon chưa? Mới cay nha. Mặn mặn chua chua ngọt ngọt. Đã quá. Đây là cái phần chả cá. Ở đây có hai loại chả, chả cá và chả tôm. Dưới lên luôn. Con mực nó tươi ăn nó giòn chẳng đảo quá. Cay. Wow. Wow. Ồ các bạn này. Bún này. Nói thật với các bạn luôn là cái bún này các bạn. Chan cái nước mắm này vô rồi. Nước mắm này nó ngon á. Bún này chan nước mắm này vô ăn cũng thấy ngon các bạn. Nó cay ăn vừa hết hàm mà nó đã. Đây là phần chả tôm này. Một phần sẽ có một cái miếng chả tôm như thế này nè. Chấm ngập ngập nha các bạn. Ăn toát hết mồ hôi. Đây là cái phần thịt bò nha. Khá là nhiều các bạn ạ, không ít đâu nha. Đấy. Một cái tái. Tất cả đều chấm với cái nước mắm thần thánh này. Bò tươi. Đây các bạn này. Đây cái phần bún tươi. Nó không có quá trắng như thử bún kia, nó hơi đục nhẹ. Nhưng mà nó đục nó mềm mềm mềm. Mềm mềm mà nó gọi là dai nhẹ mềm và dai nhẹ. Ồ. Cái bún này chỉ cần ăn cái chan cái nước mắm ớt này vô các bạn. Ăn không là thấy ngon rồi. Wow. Ở đây thì cái tô gọi là tô mắc nhất là 85.000 và tô rẻ nhất là 60.000. Còn các bạn bún thêm thì không mất tiền nha, ăn bún thêm thoải mái nha. Nếu mà bạn nào ăn khỏe có thể xin bún thêm nha. Rồi nha các bạn, như vậy thì mình cũng vừa mới giới thiệu đến các bạn thêm một cái món ngon mới, một cái địa điểm ăn uống mới ở Phú Quốc để các bạn tham khảo cái đi ăn uống nha. Nếu bạn nào có dịp tới Phú Quốc thì không nên bỏ qua món bún quẩy nha. Đây có thể gọi là một cái món đặc trưng, đặc sản ở Phú Quốc luôn rồi. Còn đến video này chắc mình xin phép kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Bây giờ mình ăn tiếp các bạn ạ. Ăn món này tát hết mồ hôi luôn. Tiếp tục có đoàn khách vô mà.